Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng diệu, Sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022, từ một khách sạn ở Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay tôi nói về câu chuyện ở Hàn Quốc khi mà Tân Tổng thống Yong Sung Yo nhậm chức. Và báo chí Tây Phương nói rằng ông chia ra ngọn cành ô liu với Triều Tiên là có nghĩa gì? Trước tiên thì chúng ta cần biết sơ lược tiểu sử của tân tổng thống Dung song Diều. Thưa quý vị, ông sinh vào ngày 18 tháng 12 năm 1960. Năm nay tới giờ đó thì ông được 62 tuổi Tây, tức tháng 12 này. Còn bây giờ thì họ gọi ông 61 tuổi. Ông là một người ra trường ở tại Hàn Quốc mà thôi, Ông không có đi học ở nước ngoài. Tôi muốn nói đến một điều này là vì sao có nhiều người cứ vọng ngoài là phải đi học đại học ở nước Mỹ hay nước Anh thì về mới làm một cái chức vụ gì cao. Nhưng không thưa ông. Thưa quý vị, ông chỉ ra trường ở hai đại học của Hàn Quốc là Đại học Yonsei và Đại học Hito Subashi. Thời kỳ ông học chỉ vậy chỉ có hai đại học đó thôi chứ không học một đại học nào ở ngoài ở nước ngoài nếu có văn bằng ở nước ngoài thì đó là chứng chỉ của tuyến thời trực tuyến danh dự chứ không có một bằng cấp nào thực thụ ở tại nước ngoài nói điều này thì tôi cũng muốn nhắn gửi với các bạn trẻ ở việt nam học ở nước ngoài là tốt nhưng không có khả năng đi học nước ngoài thì đất nước của chúng ta ở Việt Nam nay cũng có nhiều đại học nổi tiếng và thành công. Cũng sẽ tiến tới những chức vụ quan trọng chứ không thể nào mà cứ vọng ngoại là mới thành công. Thế thì ông đã ra trường ở hai đại học cũng khá nổi danh ở tại Hàn Quốc là đại học uh, Yonsei và đại học Hitosubashi. Đó là hai đại học ông đã ra trường sau khi ông ra trường thì ông đi làm luật và ông tiến vào cái ngành công tố viện. Ông là người đã truy tố hai cựu tổng thống một cách thành công và bắt họ ở tù. Đó là tổng thống Park Canh Hy, Park Canh Hy và tổng thống Limon Park. Ông truy tố họ về tội nhận hối lộ và tham nhũng. Ông đã thành công chuyện đó. Rồi trong cái nhiệm kỳ này của tổng thống Moon Jae In. Thì ông Dung uh, Sung-yo với tư cách là công tố viện cũng đã truy tố một người bạn thân của ông uh, Tổng thống uh, uh, Moon Jae-in Và cũng đã thành công và cũng đã cho ông ấy vô trong tù Đó là ông Cho Cúc. Ông Cho Cúc là bạn thân và là một người có uy tín, có tài tránh rất nhiều Ở trong cái vòng gọi là vòng thân cận của Tổng thống Moon Jae-in nhưng cũng bị ông yun Suk-yeol truy tố và cho ở tù. chính những hành động đó của ông đã làm cho người dân hàn quốc tin tưởng vào ông và đảng của ông như thế đã đề cử ông ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống vừa qua thì thưa quý vị theo luật của hàn quốc tổng thống chỉ được mục làm được một nhiệm kỳ 5 năm năm không được tái tranh cử. Như Tổng thống Moon Jae-in là một nhiệm kỳ 5 năm mà thôi không được tái tái tranh cử. Nên ông Dung uh, Yuk 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 thưa quý vị, ông ra tranh cử, ông thắng kỳ này. Nhưng mà ông thắng thưa quý vị, nó chỉ là suýt sao với đối thủ của ông mà thôi, chứ không phải là ông thắng vẻ vang. Là vì uh, tên tuổi của ông và đảng của ông so với đảng cầm quyền của ông Moon Jae-in thì đảng cầm quyền vẫn là đảng mạnh thế mạnh thế Nên là cuộc thắng cử năm 2022, đảng của ông là đảng thắng thế. Nhưng mà người ta nói là vì ông đã truy tố thành công một thành viên của ông Moon là ông Cho -Sok, Nên họ gọi cái vụ án đó là một xì can đăng Cho -Sok đã giúp cho đảng của ông Yun Sok Yu thành công. Thưa quý vị như vậy là cuộc thắng cử năm nay của ông là một cuộc thắng cử không phải là quá lớn về con số nhưng là một cuộc thắng cử suýt soát và suýt soát đó thì chúng ta mới biết rằng là tại sao suýt soát là ngoài cái vụ sikandang của ông chokso ra thì theo cái bản đồ mà ông thắng cử như clip kỳ trước tôi có là nói đó là những nơi ở tại thành thị lớn á, thì của đảng của ông moon jae in thắng nhưng những cái nơi của nông thôn và những cái khu ven thành á, thì đảng của ông dung sắc gieo thắng là cho thấy rằng là những người mà ở vùng nông thôn họ vẫn hướng về họ hướng về làm sao để có sự hòa hợp đối tác với triều tiên và trước khi ông nhậm chức 3 ngày, thì ông Kim Jong-un đã cho bắn thử phi đạn từ lòng biển, chứ không phải là bắn ở trên mặt đất, từ lòng biển. Và người ta dự trù đó là thử phi đạn đầu tiên từ một tàu ngầm. Ý là muốn ám chỉ cho ông dân xuất du hiểu rằng là Triều Tiên có đủ sức mạnh để kiếm chuyện với Hàn Quốc và Hàn Quốc phải biết cách cởi mở và hướng về sự hòa hợp đối thoại với Triều Tiên hơn là đối đầu. Hãy dơ tay ngang ra, chứ đừng dơ tay đi lên. Dơ tay đi lên là đả đảo, là đối đầu. Dơ tay ngang ra là bắt. Bắt tay để mà có sự đối thoại. Thì ngay ngày nhậm chức của ông ngày 10 tháng, tháng 5 năm 2022, qua bài diễn văn của ông, các bình luận gia của thế giới đánh giá rằng ông là một người dơ cành tay cành Nhánh cành dương liễu Không phải là vì e sợ Nhưng mà là một hình thức uyển chuyển nhẹ nhàng Chứ không đối đầu với Triều Tiên Đó là ý muốn Mà người dân Hàn Quốc Bầu ông lên Thưa quý vị Ông còn rất trẻ Năm nay ông mới 62 tuổi Ông còn có nhiều thời gian Để đi đường dài ông từng là công tố viện ông đã nhìn ra được những cái đàn những chuyện gọi là mặt trái đàn sâu của các tổng thống và của các chính phủ luôn thì ông hiểu rằng là người ta nói trên truyền thông là một chuyện nhưng trong thực tế là một chuyện khác và bây giờ đây là cơ hội cho ông ông nhìn thấy thì ông có biết ứng xử giải quyết được những mặt tiêu cực của xã hội không Đó là câu hỏi muốn dành cho tân tổng thống dân sắc yêu của hàn quốc dân sắc yêu của hàn quốc thưa quý vị cách làm đó thì chúng ta thấy phản ứng của nhật cho rằng là ông quá nhẹ nhàng thì triều tiên lớn sân nhật bản thì lúc nào cũng muốn cứng rắn hơn với triều tiên mỹ và nhật bản thì muốn cứng rắn hơn với triều tiên từ xưa tới nay nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng là sự cứng rắn đó nó không đưa được kết quả bao nhiêu Mà đôi lúc cần phải có đối thoại Chắc quý vị còn nhớ là Thế kỷ trước Tổng thống của Hàn Quốc là ông Kim Kim Trọng Kim, Kim, Kim Đại Trọng Tổng thống Kim Đại Trọng Là người Có tư tưởng Là đối thoại Thì đã bị kết án là người thân cộng Và họ tẩy chay ông rất là dữ dằn nhưng trong thời kỳ của ông làm thì ông đã chứng tỏ cho thấy rằng là chính sách nâng cao người dân ở tại biên giới đó là khu công nghệ khê sông là một chính sách đúng đắn tạo công ăn việc làm cho những người dân triều tiên và hai bên có sự đối thoại thì bớt căng thẳng và như vậy thời kỳ đó quý vị còn nhớ tổng thống kim đại trọng đã giúp cho triều tiên vực dậy kinh tế và bao nhiêu sự đe dọa về vũ khí nó đã giảm thiểu rất nhiều. Thì thế kỷ này tôi mong rằng là Tổng thống dân sắc dù cũng sẽ nối gót Tổng thống Kim Đại Trọng. Làm sao nâng cao được người anh em của mình là Triều Tiên chứ đừng dìm anh em của mình xuống. Đây cũng là một dân tộc mà thôi, đó là dân tộc Cao Ly, tiếng Anh gọi là Korea đó thưa quý vị là dân tộc cao lý. Nhưng mà vì bối cảnh lịch sử và họ đã bị chia đôi từ năm 1950 đến nay. Bây giờ là giai đoạn để hàng gắn vết thương lòng đó của một dân tộc, một dân tộc hào hùng cũng đã đánh bật được quân xâm lăng Mông Cổ như đất nước của chúng ta. Và chắc quý vị cũng còn nhớ hậu duệ của nhà Lý, Lý Tường Long để tránh nạn của trần hữu độ đã đưa cả gia đình tới hàn quốc và lập nghiệp từ đó đến nay là ba mươi mấy thế hệ và họ cũng đã trở về với việt nam truy lại nguồn thì họ vẫn còn ở đó chính hậu duệ của nhà lý ông lý long tường đã giúp cho hàn quốc khi ấy là cao ly đánh bại quân xâm lăng mông cổ và cũng chính hậu về đó cũng đã làm nên những triều đại lịch sử oai hùng ở tại Hoàng Quốc. Thì tôi cũng nghĩ rằng là họ có duyên với Việt Nam, chúng ta cầu mong cho một dân tộc Cao Ly được mau thống nhất, thống nhất lòng người và an bình sống chung với nhau chứ không phải là cảnh mà đối đầu với nhau hoài. Tới như vậy là đã hơn 70 năm rồi, thật uổng. Nên là tôi nghe được tin Tân Tổng thống Dân sắc dù Chia ngành Nhánh cây ô liu ra Với Bắc Hàn Với Triều Tiên Thì tôi cho rằng đó là một viễn kiến Của một vị Tổng thống Có tâm với dân tộc Hàn Chứ không phải là một vị Tổng thống là Người ta gọi là bạc nhược được Không Đây là một Tổng thống cương quyết Trong sự êm dịu chứ không phải là một vị tổng thống bạc nhược. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chúng ta, dân tộc Việt Nam đã được thống nhất năm 1975 và hai, hai quốc gia miền Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã dắt tay vào Liên Hợp Quốc vào tháng 7 năm 1975. Nhưng cả hai đã được Liên Hợp Quốc công nhận và vào năm 1976, cả hai đã sắp nhập lại thành một quốc gia là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay. Đó là một sự thống nhất từ vũ lực cho đến thống nhất nhân tâm và thống nhất con người và địa lý. Mong rằng một người anh em của chúng ta là Hàn Quốc và Triều Tiên cùng dân tộc là dân tộc Korea, dân tộc Cao Ly đó. Hồi xưa các cụ mình gọi là dân tộc Cao Ly đó thì tôi cũng mong rằng trong tập kali có cơ hội được thống nhất ít nhất trong giai đoạn này là họ thống nhất trong một số chiến lược đi còn thống nhất trong địa lý và trong tình người thì dần dần tính sau khó khăn lắm nhưng mà đứng trước bối cảnh những sự à, kiếm chuyện đó, của cả cường quốc như nước Mỹ quý vị đã biết rồi hoặc là những sự không hài lòng của hồi xưa của đế quốc nhật bây giờ là nước nhật thì hai hai nước này bây giờ mà thống nhất được rất là khó khăn nhưng chúng ta cầu mong cho họ mau chóng ít nhất là thống nhất về chiến lược chiến lược ở đây là chiến lược là mong muốn có sự đoàn kết của hai dân tộc của của hai quốc gia cái đã để gọi là giải quyết những tôn động về gia đình của Triều Tiên và Hàn Quốc ít nhất là mở ra như cái thời kỳ của Tổng thống Kim Đại Trọng là trở lại cho người dân Hàn Quốc ra Triều Tiên thăm lại thân nhân đang ở nơi đó. Tôi mong rằng viễn, viễn kiến này sẽ được thành hiện thực trong vài tháng tới hay là vài năm tới. Đó là góc nhìn của tôi. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.